Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Sư tôn, Tinh Vân sai rồi. Tinh Vân bằng lòng chịu phạt, xin hãy tha cho sư đệ và sư muội. Ba người các ngươi, ai cũng không chạy thoát được đâu. Tang rồi. Hãy trông chừng bọn họ, ở đây tuyệt đối an toàn. Đợi hai người họ tỉnh lại, ta sẽ tự quay lại. Sư đệ, có thể tìm thấy pháp khí của Thiên Kiếp lão nhân hay không? Ta đã thăm dò vô số vị diện, nhưng mà cuối cùng vẫn không có được gì. Đây cũng là một điểm mà ta không thể nào lý giải nhất. Nếu như pháp khí này được phân thành hai mặt âm dương, vậy thì hai mặt ngăn cách tuyệt đối là không quá xa. Dựa theo thực lực tu vi của Thiên Kiếp lão nhân mà thấy, phạm vi mà ta thăm dò tuyệt đối chính là khoảng cách lớn nhất của pháp khí này. Nhưng lại không có được gì, bây giờ ta nghi ngờ, có lẽ Thiên Kiếp lão nhân vẫn còn một vài bản lĩnh áp chốt, có thể cản trở thăm dò của ta. Nếu mà là như vậy, tên này cũng sẽ có một ngày quay lại. Sư đệ bố cục trước, giao lại cho đệ sắp xếp. Sớm đã sắp xếp xong rồi, sư huynh. Đợi Vân Nhi bọn họ tỉnh lại, đưa bọn họ cùng nhau đến trong thời gian trường hà của huynh. Ta cũng đúng lúc là có ý này, nếu như đã tới rồi, vậy thì phải để cho mấy tiểu tử này làm chút cống hiến. Ây à! Sao chúng ta lại ở đây? Hai tên nhóc này tỉnh lại cũng nhanh đấy chứ? Tại sao sư muội không bị đánh? Ngươi đã tốt lắm rồi, ngươi nhìn ta đi. Ba người các ngươi biết sai chưa? Biết sai rồi. Thuật hợp kích trước đó của các ngươi là ai ngộ ra? Đó đương nhiên là của quan rồi. Rõ ràng là đại sư huynh, muội cũng có tác dụng quan trọng mà. Tiểu tử này còn lợi hại hơn là trong tưởng tượng của mình. Thuật hợp kia cho dù là đại lục thần hư cũng xem như là võ kỹ hạng nhất hạng nhì. Chuyện các ngươi tự ý đến đại lục thần hư, ta sẽ không truy cứu đâu. Nhưng mà nếu như đã tới đây rồi, cũng phải có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân. Ta sẽ không bảo vệ bên cạnh các ngươi mỗi lúc mọi nơi đâu. Vâng. Vào đây đi. Đây là gì vậy? Hai luồng sức mạnh này vô cùng đáng sợ, con không thể điều khiển. Phụ thân, vừa nãy người nói cái gì con nghe không rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi sinh mà ngươi lại hỏi ta. Kỳ nạ, sao lại như vậy được chứ? Thế giới này quả nhiên còn có rất nhiều việc khiến chúng ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà nếu như sức mạnh của thiên đạo và bản nguyên đều không thể nào bài xích Vân Nhi, đây cũng là một chuyện rất tốt. Sư tôn, thứ này quá là khủng bố, đệ tử căn bản là không thể nào điều khiển được. Đây mới là bình thường. Nhưng mà bên này đệ tử ngược lại có thể làm được. Ta cũng muốn thử. Tinh
Vân có thể sử dụng sức mạnh của bản nguyên, Thanh Vân có thể sử dụng sức mạnh của thiên đạo. Mà hai thứ này Vân Nhi đều có thể, nhưng mà hai thứ này ta đều không làm được. Rốt cuộc là tại sao? Căn bản là không thể nào biết được. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn nên tranh thủ tu luyện đi, đợi ta hoàn thành hồi phục. Chúng ta sẽ đi gặp bản nguyên, có lẽ hắn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ đành phải như vậy thôi. Thời gian trôi qua. Thời không trường hà, trăm năm đã qua. Cơ thể của ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Thời gian trăm năm, ta đã đem bản nguyên vào thiên đạo, ít nhất là thôn phệ 3 tầng. Còn nhanh hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Mấy tiểu tử này cũng đã tiến bộ thần tốc hơn rồi. Đúng vậy, Vân Nhi tiến triển nhanh nhất. Con bé lúc này đang ngang bằng với Yến Năng Vân. Còn về Tinh Vân và Thanh Vân cũng thua một bậc. Nhưng mà ta càng tò mò về Tiểu Hắc. Tu vi của hắn tiến bộ nhanh thật. Dưới sức mạnh không thể nào sử dụng luyện hóa bản nguyên và thiên đạo, lại có thể chèn ép được Vân Nhi bọn họ. Đúng vậy, Tiểu Hắc cầu tử này nhập ra đại công nào rồi. Sư huynh, đến lúc phải xuất phát rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Thần, ba người bọn họ biểu hiện không tệ, đều có thể đánh vài chiêu với ta. Tiểu Hắc, cầu tử nhà ngươi thật đúng là. Tu vi bây giờ của các người trên đại lục thần hư gần như là vô địch. Tiếp theo đây có thể ra ngoài rèn luyện một phen rồi. Thật sao, tốt quá rồi. Phụ thân, có phải người cũng sắp rời đi nữa đúng hay không? Có một vài chuyện, đi rồi sẽ về. Tiểu Hắc, ba tiểu tử này làm phiền ngươi chăm sóc một chút. Cứ để đó cho ta lo. Chúng ta cũng xuất phát thôi, để xem đại lục thần hư này. Muốn gặp bổn nguyên, cần một vài vị diện đến cung cấp năng lượng mở thông đạo. Đi thôi sư huynh. Một nơi đen đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Lệ Vân Phi, cuối cùng ngươi vẫn không khiến ta thất vọng. Tiêu Thần, một tia thần thức của ta, cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi. Ta không phải là thần thức của ngươi. Nói ra ngươi và ta có thể được xưng là cùng một người. Tính khí, tính cách đương nhiên là y hệt như nhau. Tiêu Thần, đã đến lúc phải quay về bản thể rồi. Từ lúc nào ta nói qua là muốn dung hợp với ngươi vậy? Đúng vậy, nếu như là ta cũng không muốn dung hợp với ngươi, nhưng mà đã không thể nào do ngươi quyết định được rồi. Quay lại đây thần thức của ta. Trên người của ngươi sao lại có sức mạnh của thiên đạo? Thật đúng là một sinh mệnh thể có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Ngươi lại ngộ ra được sức mạnh của bản thân. Phần sức mạnh này đã siêu thoát ta vào thiên đạo, trở thành tồn tại có thể cùng chúng ta chống lại. Ta bày mưu tính kế rất lâu, không ngờ cuối cùng lại thua bản thân của ta. Thôi bỏ đi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Sao phải phân biệt rõ ràng như vậy? Tiêu Thần, nếu như ngươi đã ngộ ra được sức mạnh của bản thân rồi, vậy thì tiếp theo đây, đối kháng với thiên đạo phải dựa vào ngươi rồi. Đây là thần thức của ta, cầm lấy. Dung hợp thần thức của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Đừng dung hợp thần thức của ngươi rồi, ngươi sẽ thế nào? Đương nhiên là hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này,
giống như là chưa bao giờ tới. Ngươi không phải là bản nguyên. Vậy mà không lừa được các ngươi. Ta chính là hóa thân của thiên đạo, ngươi mà cũng tự xưng là hóa thân của thiên đạo. Chẳng qua chỉ là một tia tàn hồn của thiên đạo, lấy được một vài cơ duyên, là thứ chỉ biết ở đây là mất mặt mà thôi. Ngươi không hổ danh là Lệ Vân Phi, ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã có thể nhìn thấu được thân phận của ta. Ngươi nói quả thật không sai, ta chỉ là một tia tàn hồn của thiên đạo. Giết các ngươi đủ rồi. Cảm nhận được chưa, luồng sức mạnh này chính là sức mạnh ta nắm giữ, có thể đối kháng lại tất cả. Cảm nhận tất cả oán niệm trên thế gian này đi. Đau khổ vô tận này, trong chớp mắt đã gặm rỉa tất cả thần hồn của ngươi rồi. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được đau khổ và dày vò tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Không có người có thể chịu đựng được sự đau khổ như vậy. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn xem thử ngươi vì đau khổ mà không thể nào chịu đựng được, tự hủy thần hồn. Tại sao? Sao ngươi còn có thể chống đỡ được? Đây là giới hạn mà ngươi cảm... Đây là giới hạn mà ngươi nhận biết hay sao? Ngươi! Đau khổ mà ngươi biết, đối với ta mà nói giống như là đang gãi ngứa, quá là nhẹ nhàng rồi. Ngươi chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi không phải là muốn để ta cảm nhận đau khổ tàn nhẫn nhất, để ta tự hủy thần hồn hay sao? Trùng hợp rồi, chuyện mà ngươi làm vừa hay cũng là chuyện ta thích. Nếu như ngươi đã nhắc đến đau khổ và dày vò vậy thì... Ta sẽ để cho ngươi biết đau khổ thật sự là mùi vị như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây đâu. Còn cho rằng ngươi có thể đem đến mấy phần thú vị, nhưng không ngờ ngươi chỉ là một tên hề. Ta thua rồi, tha cho ta đi, giữa chúng ta vốn dĩ không có thâm thù đại hận. Bây giờ ta hỏi ngươi trả lời, nếu như chậm chạp nửa phút, ta nhất định là sẽ giết ngươi, có hiểu hay không? Ta hiểu. Câu hỏi đầu tiên, ngươi từ đâu thai nghén mà ra? Ta đến từ vùng đất hỗn linh. Là thiên đạo đại nhân nghìn năm trước đã sáng tạo ra. Câu hỏi thứ hai, có phải ngươi đã tranh thoát khỏi giam cầm của thiên đạo hay không? Đừng giết ta, ta nói, ta quả thật là thoát khỏi xiềng xích của thiên đạo. Không chỉ như vậy, ta còn có thể che đậy tìm kiếm của thiên đạo, còn có ký ức hoàn toàn giống với thiên đạo. Cho nên ta mới biết được hành tung của các người. Và chờ đợi sớm hơn.
Ý ngươi nói tất cả những hành vi của chúng ta cho đến hôm nay đều là ở trong dự liệu của thiên đạo hay sao? Đúng vậy, không chỉ như vậy, đến ngay cả bản nguyên tự cho rằng là nắm giữ được tất cả. Thật ra hắn cũng chỉ là một quân cờ do thiên đạo bố cục. Đây tuyệt đối không thể lòng. Không có gì mà không thể, ký ức của ta và thiên đạo giống nhau. Cho nên lần đầu gặp hai người các ngươi ở trong, đã ý thức sinh ra một cảm giác muốn đùa giỡn. Ta ra tay với hai người các ngươi, cũng là bị ký ức này ảnh hưởng, khó mà khống chế bản thân được. Dựa theo như ngươi nói, nếu như tất cả đều là kế hoạch của thiên đạo, vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì? Ta không biết, có một sức mạnh vô hình khống chế ta, hạn chế một phần ký ức này của ta. Ta tuyệt đối là không có người lừa ngươi đâu. Sư huynh, nếu thật sự là như vậy, đã thật sự sẽ trở thành tên hề rồi. Sao lại nói lời này? Con đường võ giả vốn dĩ chính là không ngừng nghịch thiên cải mệnh. Ta ngược lại cảm thấy như vậy mới có chút thú vị. Ta ngược lại muốn thử xem có thể phá vỡ đường thiên đạo thật sự này hay không. Tất cả chuyện này cần đệ giúp ta, cho nên hãy phấn chấn lên. Sư huynh nói không sai, trên đường đi này trải qua hàng nghìn khó khăn và cản trở, cuối cùng đi được đến bước này. Cho dù là vẫn chưa nhảy ra được mưu kế của thiên đạo, nhưng mà ta chắc chắn chỉ cần ở chung với sư huynh, nhất định là có cơ hội nghiền nát tất cả, phá vỡ tất cả. Có lẽ có một cách có thể giúp được cho các người. Thật ra từ mấy nghìn năm trước đây, thiên đạo đã bắt đầu điên cuồng mở rộng vị diện. Có lẽ có thể tìm thấy được một vài đáp án từ trong những vị diện này. Vị diện mở rộng điên cuồng, quả thật là có chút thủ đoạn. Vị diện mở rộng càng nhanh, sức mạnh mà thiên đạo cần phân tán ra ngoài sẽ càng nhiều hơn. Dựa theo tính cách cẩn trọng của thiên đạo, tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa như vậy cho bản thân, trừ phi là vì đạt được đến chuyện nào đó mà phải làm như vậy. Cho nên nếu như các ngươi muốn tìm được đáp án, không ngại đi đến những vị diện này tìm kiếm một phen, có lẽ là sẽ phát hiện được một vài manh mối đấy. Bây giờ ta có thể đi được rồi chứ? Ngươi sở hữu ký ức của thiên đạo, hơn nữa không chịu khống chế của thiên đạo, tồn tại như vậy sao có thể để ngươi dễ dàng rời khỏi được? Ngươi còn muốn giết ta nữa sao? Không, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh hai người chúng ta. Đồng ý hoặc là đi chết. Ta đồng ý với ngươi. Ta còn có một câu hỏi cuối cùng, bản nguyên có phải đã hoàn toàn bị phai mờ rồi đúng không? Thiên đạo phân tán lượng lớn sức mạnh, không thể nào triệt để làm phai mờ bản nguyên, chỉ có thể giam cầm ở trong vị diện đặc thù nào đó. Nhưng tòa vị diện này chính là vị diện bản mệnh của thiên đạo, một khi lại gần nhất định là sẽ bị phát hiện. Xem ra tạm thời không thể nào tiếp xúc với bản nguyên rồi. Cái tên thiên đạo hóa thân này bắt đầu từ giây phút này không cần phải dùng nữa. Bản thân tự nghĩ ra cái tên mới đi. Vâng. Sư huynh, trước tiên quay về đại lục thần hờ tính kế lâu dài. Được. Cuối cùng thì ngươi cũng không tính ta lại. Ta thừa nhận lần này ngươi thắng rồi. Nhưng mà ngươi của hiện tại cũng không có năng lực hoàn toàn làm phai mờ ta. Ngươi biết, ngươi không bị nhốt quá lâu. Ngươi và ta tranh đấu lâu như vậy, cũng nên đến lúc dừng tay lại rồi. Dừng tay? Ngươi lại đang bày mưu tính kế gì nữa vậy? Ngươi có biết vô trung chi địa hay không? Ngươi biết vô trung chi địa không? Đó là gì? Ngươi không biết, ngươi quả nhiên là không biết. Ta đã thắng được ngươi quá nhiều rồi. Bản nguyên nhìn kỹ, đây chính là vô trung chi địa. Sao lại như vậy chứ? Đấu với ta lâu như vậy, vậy mà hoàn toàn không biết. Sớm đã có một luồng sức mạnh mới quật khởi, đồng thời đủ để tạo thành nguy hiểm mới với người và ta rồi. Ngươi bản nguyên lúc này chỉ là một tia tàn hồn, mà thiên đạo ta còn phải tổn hao lượng lớn sức mạnh để duy trì cái thế giới này. Nếu tiếp tục lâu dài, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta còn có năng lực đi chấn áp vô trung chi địa hay sao?
Cho nên ngươi sớm đã bắt đầu bố cục rồi, thậm chí đến ngay cả ta cũng tính vào trong đó, có đúng hay không? Trên thế giới này đã từng chỉ thuộc về ta, bây giờ có lẽ là thuộc về ngươi. Ngươi và ta vốn dĩ là cùng nguồn gốc, ta vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng mà bất cứ sinh linh còn lại cũng đều không xứng. Thiên đạo, ta và ngươi liên thủ, chỉ có lần này. Cảm ơn. Cùng một thời gian, ở đây. Đây chính là vị diện mới được thiên đạo sáng tạo ra sao? Thú vị. Quả thật là thú vị, võ giả của tòa vị diện này tu luyện vậy mà đều là trận pháp. Chỉ là trận pháp ngược lại thì bỏ đi, nhưng mà chuyện kỳ lạ nà. Chuyện kỳ lạ nà. Toàn bộ đều là trận pháp loại phong ấn. Mà sư huynh, hình như có một vài võ giả không thuộc về nơi này, chúng ta đi xem thử. Tòa thành thứ 7 cũng không biết là người khác tiến bộ thế nào rồi. Tranh thủ vị diện này không ít, toàn bộ đều bắp đã bị phá hoại, còn cần một khoảng thời gian. Ra ngoài. Không phải là người của tòa vị diện này, là trùng hợp hay sao, hay là ba vị âm thầm đánh nén là có đạo lý gì? Chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ đi ngang qua. Vị diện này sắp bị hủy diệt, rời khỏi đây đi. Ở lại đây không có lợi ích với các người đâu.